Vâng, trận thi đấu tiếp theo 4 voi đến từ mang C của tuyển thủ Việt Lớp. Chưa tìm ra quả đầu nhưng đã có 4 con voi dành cho mang C. Và phi thường cũng là người cầm mang C, lại một trận double mang C. Vâng, cũng xem như là đã đủ đồ dành cho thủ Việt Lớp rồi, 4 voi và vãi quả phụ. Phi thường thì sao, chúng ta cùng xem. Vãi quả đầu, vâng, cũng chỉ có 6 cây thôi. Hy vọng là cả hai người cùng no chứ không phải là một người no. Xem màn hình máy tiếp thủ với lớp cho tươi. Vâng, 9 trên 12 tham lai lúc này và bắt đầu xúc con voi đầu tiên. Rồi rất mát và rất sát. Quả phụ đã tìm thấy, bài này cũng chả cần hiêu nó để làm cái gì. Vâng, 4 voi tính ra là 8 hiêu. Ăn thậm chí nó còn nhiều thực hơn cả 8 con hiêu. Và như vậy là có hiêu ở phía ngoài chứ không phải là không có hiêu ở bài này. Màn hình máy của thủ vâng, phi thường xem 14 trên 16. Vâng, khủng khiếp gì bài này không, nhưng mà đồ ăn là không có. Đồ ăn là không có bài này, đã quả đầu 6 rồi đồ ăn là còn không có. Căng cò. Vâng, Văn Lớp trận này không biết có cân hai được hay không, một bài rất giàu đến từ thủ Văn Lớp. Nhưng đây là đánh team chứ không phải là solo. Không có ai chậm dân quá nhiều trong bài này. Người nhanh nhất là 17 và người chậm nhất là 16. S đầu đã được thiết kế rồi, một cánh rừng thông. Nhưng cánh rừng này không quá dày. Trữ lượng gỗ là không cao. Một BE và một BB nữa thì là kín với lại cánh rừng. Dắt con voi thứ tư về, sâu mũi con voi thứ tư về với nhà chính. Rồi, bốn thằng nông dân ở cạnh con voi đầu, đúng rồi. Rất đẹp mắt. Bài này là bài game thủ với lớp hơi chậm dân so với các game thủ còn lại. Vì vậy việc ép đời sẽ không thực sự phũ phàng và với lớp quyết định thêm một BE. Rồi, tạo thành thế tứ tượng quanh nhà. Khá hay. Hai mươi lăm nông dân rồi. Nhà dân và vẫn chưa thể kích được bài này. Rồi, 8 phút tròn, 7 phút 59. Chính xác là 7 phút 59. Màn hình máy thủ phi thường xem. Và vẫn đang loay hoay với cái bài mà Max C phải ăn đồ ăn được quá xa. Vâng, vị trí này cũng bốn con voi thật nhưng toàn hoàng sa và trường sa thôi. Tiếp tục xem màn hình máy em thử với lớp thôi. Và đã đóng S2 rồi thì phải. Vâng, BL và đóng đi thôi, đúng rồi, BM chốt một chiếc BE là cạnh chiếc BM là kín. Vâng, Mèo Mèo là người cầm xe và sao bên kia lắm xe đến mức như vậy, đông ra lắm xe đến mức như vậy. Rồi, như vậy là cuối cùng cũng thiết kế được chiếc BS rồi.
Như vậy là phi thường đang là người bị chọc rồi. Chính xác là vậy, mác C của phi thường. Quá khó khăn. Cực kỳ khó khăn và khó chịu với con ngựa giò đã là công giao đầy đủ. Siêu khó chịu. Giờ mới có thể kích được đời ở 11 phút 59. Cố gắng 7 chiếc e để bắt con giò nhưng vẫn không được. Không muốn xem cảnh này chút nào. Và chúng ta đã cùng đến với màn hình máy thủ với leo tiếp thôi. Thật là 26 và bãi vàng thì vẫn chưa kín. BB thì đã kín nha. Đưa nối căng. Cắm một chiếc y mà không biết là có thủ ở nhà tên này hay không. Và chúng ta cùng tiếp tục quay trở lại với trận đấu thôi. Màn hình máy của game thủ Velop cầm Max C đã không được nhà. Nhưng đây là một vài cũng rất khó khăn. Và mang tiếng là không được nhà thế thôi. Nhưng đây cũng là một vài rất khó khăn. Và không cho y về. Tạm thời đứng y để thủ bãi vàng. Các bạn có thể thấy là sự tỉnh táo đến từ game thủ Velop. Nhưng cũng rất khó. Thôi khó. Rất nhanh tay đến từ thủ với lớp trong tuần này. Không ổn. Không ổn. Đang đà lọt vào. Vâng, giữ được thằng nào thì giữ rồi. Rất khó trong những tình huống kiểu như thế này. Nông dân không có bánh xe. Bây giờ muốn hành kiểu gì thì hành thôi. Vẫn tạm thời giữ được cái tam lai 27 nhưng nông dân mất đi đã là quá nhiều. Vâng, 25 nông dân đầu tiên. Và bây giờ thì thành 27 cắm một chữ y và sẽ hết gỗ bò nhà nếu bị lọt vào tuần tới. Bây giờ thì vâng, những con cung a hai áo đến từ game thủ mèo BB đẩy sang. Y đã là chiêng ba rồi nhưng những con cung a hai áo đang có số lượng đông và treo lên dốc trong tuần này khó lắm rồi. Vâng, sẽ là 21 thôi. Thị thường đã là yếu lắm rồi. À, vì thường tham là 28 trong tuần này. Cũng rất yếu. 28 nữa đến từ thủ về lớp. Mai có lẽ là 28 sẽ có hai nháy. Ba y xong đều trong tuần này. Nhưng BB vâng một kích cung A. Kẹp vẩy E. Rất khó chịu. Các bạn ơi, thấy là lượng cung A đông và đứng trên dốc. Kể cả những con y chiêng 3 cũng rất khó chịu. Vâng, tầm này chỉ có may ra y kẹp K thì may ra còn tính cái khả năng chống chọi được với đàn cung A đông đến mức như thế này. Tham lai 29 trên 64.
Khó. Màn hình máy em thủ phi thường, tham lai con 17. Cả hai người cùng đánh y. Vâng, khó lắm rồi. Bây giờ thì bung bãi vàng. Và sau đó thì cung A tụ lại với số lượng càng ngày càng đông. Bãi vàng bung và sau đó đẩy vào nhà. Và về lớp quyết định đi sai rồi. Vâng, phi thường là người đi sai trước. Tỷ số là 2-1 ở trong xê đấu thứ 7 dành cho cặp đôi BB và Mèo Mèo. Chúng ta hãy cùng chờ đợi đến với trận thi đấu tiếp theo thôi.